Hello, cô Hương Elena, xin chào tất cả các con. Chúng mình sẽ cùng đến với bài tiếp theo, Lesson 15. Bài số 15, chúng ta sẽ học về places to go and giving directions. Chúng ta sẽ học về các cái nơi để đi đến và cách đưa ra chỉ dẫn như thế nào nhé. Ok, let's get started. Chúng ta bắt đầu nhé. A. Listen, point and say. Các con hãy nghe, chỉ và nói theo cô nhé. Hãy chỉ vào bức tranh và nói theo cô nha. Ok. Number 1. Park. 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 Ở đây là công viên. Number 2. Movie theater. Movie theater. Movie theater. Theater. Ở đây là movie theater, là rạp chiếu phim. 3. Supermarket, supermarket, supermarket. Ở đây là siêu thị. 4. Post office, post office, post office là bưu điện. Number 5. Department store, department store. Ở đây là cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bách hóa đấy. Number 6. Library. Library. Thư viện. Very good. Và đây chúng ta nhìn ở đây là có movie theater. Movie theater ở đây là rạp chiếu phim. Ở đây là tiếng Anh Mỹ, American English. Và tiếng Anh Anh thì chúng ta có thể thấy là đó là có từ cinema. Cinema cũng là rạp chiếu phim nhé. Ok. Next one, tiếp theo chúng ta đến phần B. Listen and find. Các con hãy nghe và tìm. Ở đây chúng ta nhìn thấy bức tranh này nói về các có bốn nhóm các bạn này đi như thế này và có gia đình của bạn Jenny, Emma, Julie và Mike đang đi chơi với nhau như thế này. Và các con hãy nghe đoạn băng và sau đó chúng ta sẽ tìm ra cái đoạn hội thoại nào mà nói trước thì chúng ta sẽ điền số. Ở đây có bốn cái ô tròn màu vàng như thế này. Các con hãy điền số từ số 1 đến số 4. From number 1 to number 4. Và chúng ta sẽ điền theo thứ tự đoạn băng nói mà chúng ta nghe được nhé. Đoạn nào chúng ta nghe trước thì chúng ta sẽ điền số 1. Và cứ tương tự như thế chúng ta sẽ điền dần đến số 4. Ok. Now let's listen and feel. Page 12. B. Listen and find. Where are we going, Mike? We're going to the park. Yay! Look, there are Mike and Leo. Where? They're in front of the library. Mike is wearing an orange t-shirt. See? Oh, yes. Now I see them. Hi, Mike. Hi, Julie. There's the movie theater. Mom, can we see a movie? Please? Sorry, not today. Maybe we can go on Sunday. Excuse me. Where can I get some eggs? The supermarket is on this street. Oh, good. Where is it? It's the second building from here. Can you see the post office? It's first. Then the supermarket is second. I see it. Thank you so much. You're so helpful. You're welcome. Come on, Danny. I need a new shirt. Are we going to the department store next to the post office? Yes, we are. Then it's time for lunch. That's good. I'm hungry. Ok, chúng mình đã nghe xong rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đáp án nha. Nào, number 1, số 1 chúng ta nghe thấy là ở đoạn của gia đình bạn nào nhỉ? À đúng rồi, this one, number 1, gia đình bạn Mike. And number 2, very good, là gia đình của Julie. Number 3, very good, 3 is Emma's family, là gia đình của Emma.
Tiếp theo, number 4 sẽ là số còn lại của Danny and Kate. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lại đoạn băng nha. Và chúng ta sẽ nhìn theo cái đoạn băng mà các bạn ấy nói gì nhá. Ok. Page 12. B. Listen and find. Where are we going, Mike? We're going to the park. Yay! Look, there are Mike and Leo. Where? They're in front of the library. Mike is wearing an orange t-shirt. See? Oh, yes. Now I see them. Hi, Mike. Hi, Julie. There's the movie theater. Mom, can we see a movie? Please? Sorry, not today. Maybe we can go on Sunday. Excuse me. Where can I get some eggs? The supermarket is on this street. Oh, good. Where is it? It's the second building from here. Can you see the post office? It's first. Then the supermarket is second. I see it. Thank you so much. You're so helpful. You're welcome. Come on, Danny. I need a new shirt. Are we going to the department store next to the post office? Yes, we are. Then it's time for lunch. That's good. I'm hungry. Okay, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nha. C. Listen, ask, and answer, then practice. Các con hãy nghe, hỏi và trả lời, sau đó thực hành nhé. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn ở đây là cấu trúc hôm nay chúng ta sẽ học là hỏi cái nơi trốn đó ở đâu và chúng ta sẽ miêu tả cái nơi trốn đó như thế nào để cho người bên kia sẽ biết được cách để là cái vị trí đó ở đâu để họ đi đến nhé. Ok. Ok, listen and repeat after me. Các con hãy nghe và nhắc lại theo cô nhé. Where's the park? Where's the park? Công viên ở đâu? Where's the park? Ở đây là chúng ta sẽ dùng là where ở đâu này và vị trí ở đây. Where's sẽ bằng với where is có nghĩa là ở đâu này. Where ở đâu và is là thì là ở này. Chúng ta có thể dịch để phù hợp với nghĩa của câu nhé. Và với vị trí này, cái địa danh này ở đâu thì chúng ta trả lời đây là it's across from the và địa danh là movie theater. Nó ở phía bên kia đường từ rạp chiếu phim, có nghĩa là từ rạp chiếu phim chúng ta đi băng qua đường thì đó chính là công viên. Ok. Nào bây giờ chúng mình đến với các bức tranh ở đây, chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc này. Các con sẽ thay các cái chữ màu hồng này thành các cái địa danh mà chúng ta cần nhé. From number 1 Number 1 to number 6, từ bức tranh số 1 đến bức tranh số 6. Ok, đầu tiên, number 1, các con hãy nghe câu hỏi và sau đó sẽ trả lời nha. Chúng ta hãy viết câu trả lời vào trong phần thảo luận nhé. Ok, number 1, với bức tranh đầu tiên này, where's the park? Where's the park? Where's the park? Công viên ở đâu đây? À đúng rồi, chúng ta sẽ trả lời là it's across from the movie theater. Đây là rạp chiếu phim, thế thì băng qua đường sẽ là rạp chiếu phim này. Từ rạp chiếu phim chúng ta băng qua đường sẽ đến công viên. Thế thì chúng ta sẽ nói với cái bạn hỏi mình đấy. Các con hãy hỏi bạn bên cạnh và bạn bên cạnh sẽ phải trả lời câu này đúng không? Where's the park? Công viên ở đâu? It's across from the movie theater. Nó băng qua đường ở phía bên kia đường từ rạp chiếu phim. Ok. Number 2. Next one, number 2. Bức tranh số 2 này. Where's the movie theater? Where's the movie theater? À, rạp chiếu phim ở đâu đây? Chúng ta sẽ trả lời tương tự. Dùng across from thì sẽ là đây là bưu điện. Bưu điện là post office. Very good. Thế thì chúng ta sẽ trả lời là nó ở phía bên kia đường từ bưu điện đúng không? Rạp chiếu phim này nó ở phía bên kia đường từ bưu điện đi sang sẽ là very good. It's across from the post office. It's across from the post office. Very good. Next one, number 3. Số 3, bức tranh số 3 nè.
Number 3 ở đây là supermarket và đây là department store. Very good. So, where's the supermarket? Where's the supermarket? Siêu thị ở đâu nhỉ? Where's the supermarket? À đây là it's across from the department store. It's across from the department store. Chúng ta từ cửa hàng tạp hóa bách hóa là chúng ta đi qua đường sẽ đến siêu thị. Đúng rồi, very good. It's across from the department store. Next one, number 4. Number 4. This is post office and this is library. Very good. So where's the post office? Where's the post office? Where's the post office? Very good. It's across from the library. It's across from the library. Nó đi băng qua đường từ từ thư viện này. Đúng không nào? Tiếp theo, number 5. Số 5, bức tranh số 5. This is department store and this is supermarket. So where's the department store? Where's the department store? Các con hãy trả lời câu hỏi này vào trong phần thảo luận nhé. Cửa hàng bách hóa này ở đâu? Chúng ta nhìn ở đây và chúng ta trả lời tương tự cấu trúc như vừa nãy nhé. Number 6. Where's the library? Where's the library? Đây chúng ta hãy nhìn bức tranh này và chúng ta hãy trả lời câu hỏi vào trong phần thảo luận nhé. Ok. Các con có thể dừng video lại và chúng ta điền vào phần thảo luận trước. Sau đó chúng ta sẽ bật lại nghe tiếp bài nhé. Ok. Next one, phần D. Listen, ask and answer, then practice. Các con hãy nghe, hỏi và trả lời, sau đó thực hành nhé. Ở đây chúng ta sẽ học một cái cách để miêu tả khác. Đó là khi chúng ta hỏi công viên ở đâu, where's the park? Where's the park? Công viên ở đâu? Thế thì bạn ấy sẽ trả lời, các bạn chỉ đường cho chúng ta sẽ trả lời là is between the school and the movie theater. It's between the school and the movie theater. Nó ở giữa trường học và rạp chiếu phim. Between là ở giữa này. Thế thì ở giữa sẽ phải có hai vật. Đó là nơi thứ nhất là the school và nơi thứ hai là the movie theater là rạp chiếu phim. Chúng ta nhớ phải có the ở đây nha. Ok. Between là ở giữa hai cái gì đó, ok. Tương tự như thế thì các con hãy hỏi dựa vào các cái bức tranh from number 1 to number 6. Chúng ta sẽ hỏi các cái địa điểm này. Ok. Number 1. Now, where's the park? Where's the park? Công viên ở đâu? Chúng ta sẽ dùng là ở giữa cái gì với cái gì. Thế thì ở đây là school và đây là movie theater. Chúng ta sẽ trả lời là it's between the school and the movie theater. Very good. Rất tốt. It's between the school and the movie theater. Between the school and the movie theater. Alright. Ở giữa trường học và rạp chiếu phim. Tiếp theo, number 2. Number 2. Đây là movie theater. Thế thì chúng ta sẽ hỏi number 2. Where's the movie theater? Nào các con hãy quay sang bạn bên cạnh và hỏi bạn ấy là where's the movie theater? Rạp chiếu phim ở đâu? Chúng ta hãy nhìn một bức tranh này và trả lời nhé. Ở giữa cái gì với cái gì đây nhỉ? Very good. It's between the park and the library. It's between the park and the library. Ở giữa công viên và thư viện. Very good. Next one, number 3. Số 3. Where's the library? Where's the library? Thư viện ở đâu nhỉ? Ở giữa gì đây? Rạp chiếu phim và post office, bưu điện. Very good. It's between the movie theater and the post office. It's between the movie theater and the post office. Very good. Number 4. Số 4 nào. Số 4 nào. Chúng ta sẽ hỏi, where's the post office? Where's the post office? Bưu điện ở đâu? Nó sẽ ở giữa library and supermarket. Very good.
It's between the library and the supermarket. It's between the library and the supermarket. Very good. Rất tốt. Tiếp theo, number 5. Where's the supermarket? Where's the supermarket? Siêu thị ở đâu nhỉ? Very good. It's between the post office and the department store. Ở đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này vào trong phần thảo luận nhé. Okay. And number 6. Where's the department store? Where's the department store? Cửa hàng bách hóa ở đâu? Các con hãy nhìn vào đây và trả lời câu hỏi nhé. Okay. Chúng ta hãy trả lời vào phần thảo luận nha. Next one. E. Point. Ask and answer. Các con hãy chỉ vào bức tranh, hỏi và trả lời. Chúng ta hãy chỉ vào bức tranh này, ngồi bên cạnh bạn hoặc là ngồi bên cạnh bố mẹ của chúng ta, hãy hỏi. Hỏi bố mẹ hoặc hỏi các bạn, để các bạn và mẹ trả lời xem là có đúng không nhé. Ok, và ở đây Nobita và bạn Doraemon hỏi mẫu cho chúng ta một câu nhé. Where's the post office? Doraemon hỏi Nobita là where's the post office? Bưu điện ở đâu? Post office, bưu điện. Bưu điện này, bưu điện ở đâu? Thế thì chúng ta sẽ trả lời, bạn ấy trả lời là it's between the supermarket and the department store. It's between the supermarket and the department store. Nó ở giữa siêu thị và cửa hàng bách hóa. Thế thì ở đây chúng ta sẽ dùng hai cái cấu trúc mà các con vừa mới học và hỏi các cái địa danh, hỏi các cái địa điểm này mà chúng ta vừa mới học vừa nãy ở đâu, và các con hãy trả lời nhé, hỏi và trả lời. Ở trong phiếu bài tập của chúng ta cũng sẽ có bài như thế này, các con hãy nhớ làm bài tập nhé. Và khi hỏi câu hỏi là vị trí nào, địa danh nào ở đâu mà chúng ta không biết, khi gặp một người lạ trên đường thì các con có thể dùng là excuse me, sau đó mới hỏi là where's the post office, thì chúng ta sẽ thấy là câu nói sẽ lịch sự là xin lỗi bạn, xin lỗi, để cho tôi hỏi đúng không? Excuse me, xin lỗi, where's the post office? Bưu điện ở đâu thế? Alright? Ok, và chúng ta nhớ làm bài tập nha. Remember, bài hôm nay của chúng ta sẽ là chúng ta hãy nhớ các cái nơi, địa điểm mà chúng ta đã học ngày hôm nay. Ok, listen and repeat. Các con hãy nghe và nhắc lại theo cô nha. Number 1. Park. Park. Công viên. 2. Movie theater. Movie theater. Dạp chiếu phim. 3. Supermarket. Supermarket. Siêu thị này. 4. Post office. Post office. Bưu điện. 5. Department store. Department store. Cửa hàng bách hóa này. 6. Library. Library. Thư viện. Ok, very good. Và tiếp theo đó là cấu trúc hỏi địa điểm ở đâu và vị trí như thế nào. Chúng ta hãy nhớ hai cấu trúc này nhé. Across from là ở phía bên kia đường này, từ cái vị trí nào đó đúng không? Và tiếp theo là ở giữa cái gì và cái gì, thì sẽ là between, ở giữa hai nơi này. Ok. Và cấu trúc ở đây sẽ là where's the cộng với địa điểm mà chúng ta cần hỏi này. Sau đó trả lời sẽ là it's và giới từ. Có thể là next to là bên cạnh, hoặc là across from và các cái giới từ khác chúng ta có thể dùng, thay đổi đi. Sau đó là the, vị trí. Ok. Và cách số 2 đó là giữa cái gì và cái gì sẽ là between. It's between the địa điểm và địa điểm này. A, B and C. Những cái này đều là địa điểm nhé. Ok. Ok, bonus. Gợi ý thưởng thêm ở đây cho các con đó là cái cách mà chúng ta có thể nói chỉ đường khi một ai đó hỏi nơi nào, ở đâu, thì chúng ta có thể chỉ cho họ cách đi là turn left, turn left. Ở đây là rẽ trái. Turn right, turn right. Rẽ phải này.
Go straight. Go straight là đi thẳng này. Hoặc là go straight ahead. Go straight ahead là đi thẳng về phía trước. Hoặc là go past. Go past là đi qua. Tiếp theo là go across. Go across là đi băng qua. Và với các cái vị trí ở đây, tiếp theo đó là đi take the first turning on the right. Take the first turning on the right có nghĩa là hãy rẽ ở ngã rẽ đầu tiên bên tay phải. Đây, người này đi là rẽ ở ngã rẽ đầu tiên bên tay phải này của người đấy này. Ok. Và với các vị trí của những nơi đó thì chúng ta có thể nói là across from, như trong bài mình vừa mới học, là vị trí cái địa điểm A này. Và muốn đến địa điểm A này thì chúng ta sẽ nói là across from, từ cái chỗ này đi băng qua đến đây thì sẽ across from. Ok. Hoặc là chúng ta muốn đến cái địa điểm này thì chúng ta sẽ nói next to. Next to ở bên cạnh, tức là cái này ở bên cạnh cái ngôi nhà này. Ok. Hoặc là on or at the corner. On or at the corner có nghĩa là ở góc, vị trí góc này. Và between, between là ở giữa hai địa điểm nào đó, hai cái gì đó. Ok. Và traffic lights. Traffic lights là đèn giao thông. Tiếp theo là roundabout. Roundabout là vòng xuyến này, hoặc là bùng binh này. Next one, crossroad. Crossroad. Crossroad ở đây là ngã tư. Ở ngã tư này thì chúng ta sẽ dùng là crossroad. Ok. Alright. Và chúng ta nhớ học bài và làm bài trong phiếu bài tập nhé. Thank you and goodbye.